Ok, hôm nay mình với Vitas sẽ trở thành là hai giám khảo khó tính để đánh giá toàn bộ trái quỷ trong Block Food nha các bạn. Ok. Rồi, đến với trái quỷ đầu tiên đó chính là trái Rocket với giá 5k Belly. Em thấy trái Rocket làm sao? Vừa xấu xấu mà vừa yếu yếu mà vừa dơ dơ, nó không có màu nữa chứ. Nhưng mà anh thấy trái Rocket cũng bá đạo mà ta, coi nó nổ nè. To, nhìn cũng ngầu mà. Rồi thì sơ lược về hình ảnh Vitas đánh giá là cực kỳ xấu luôn. Nhưng mà thấy mình thấy cũng dễ thương chứ bộ. Thì trái Rocket này á, mới được cái gọi là rework lại nên là chắc chắn skill sẽ rất là đẹp rồi. Đầu tiên sẽ là chiêu tên lửa bùm. Đó, các bạn thấy không, bộ chiêu thức gọi là cực kỳ ngầu luôn mày. Tuy nhiên một vấn đề ở đây thì các bạn biết rồi đó, đam của nó thì khá là thấp. Như các bạn thấy rồi đó, trái Rocket này mặc dù khá là đẹp nhưng mà nó đam thấp cho nó hạng C ha, chứ không phải là hạng F. Ừ, hạng F đi má phế vãi. Tiếp theo đó chính là trái Spin. Em coi ngoại hình của nó nè, à, giống mấy thằng nết với ta, kiểu đeo mắt kiến xong chẻ của ta anh trời ơi. Ờ, nhưng mà ngoại hình vậy thôi chứ tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Phúc ơi, coi chiêu nè. Đó. Ôi, không khác mấy thằng đeo đồng hồ Apple Watch chơi. Thì nè, tự nhiên vô cái bạn đi tút 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 cái chém tay vậy hả? 1k3 đam còn thua chứ đóng kết nữa. Rồi, chiêu 2 nha. Đu, đu. Chiêu này đẹp, chiêu này giống cái cũng đẹp đó. Nhưng mà đam thì có 1k3 đam à. Đương nhiên rồi, mấy trái được làm lại lúc nào hiệu ứng cũng khá đẹp các bạn, nhưng mà đam thì phải gọi là như mặc dù đam thì thấp thiệt nhưng mà bù lại thì hiệu ứng cũng khá là ngầu. Coi nè, bài hiệu ứng bá đạo vậy. Cái này đẹp, cái này cho hạng cái này đẹp nên là mình sẽ quyết định cho nó hạng F nha các bạn. Đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái chớp chớp của tứ hoàng Buggy. Ok, thì trái chớp này chính là trái của tứ hoàng Buggy nên không cần phải bàn về sức mạnh của nó rồi. Phế vãi cái chưởng luôn mày. Như các bạn thấy đó thì đam của nó không có được to cho lắm và chiêu thì cũng rất là lỏ nữa. Các bạn nghĩ các bạn thấy đấm trúng ai bằng cái chiêu này? Ủa, và hiệu ứng của nó cũng khá là xấu đó các bạn, bởi vì đây là một trái mà chưa được làm lại ha. Nè các bạn xem chiêu nè, nó làm sao phải quýnh trúng người ta được. Nhưng mà bù lại thì mình cảm thấy trái này khá là ngon ở một chỗ, đó chính là đối đầu những người sử dụng kiếm. Các bạn xem nè, ui 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 ui, em coi né chiêu liên tục luôn kìa. Đó đó đó, các bạn thấy chưa, với khả năng né tất cả mọi đòn từ cái kiếm thì mình nghĩ cái chớp này cũng khá là ngon khi PvP với những người chơi xài kiếm. Cho nó hàng C đi. Ừ, anh nghĩ cái chớp này sẽ xứng đáng ở hàng C nha, tại vì cái tính năng né kiếm cũng khá là ngon. Và tiếp theo, trái lò xo. Một trái cũng không có gì để nói về ngoại hình ha, xấu vãi cái trưởng luôn. Và bộ kỹ năng, ui, cái này được nè, cái này được nè. Ôi, cái này tôi phái cái ôi, 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 mày. Thì với cái bộ kỹ năng siêu lỏ này của trái Sprint, đu, đu, 2k9 đam. Và thậm chí coi cái animation nè. Anh đang làm gì vậy? Kiểu mỗi lần nhìn chiêu là nó cho cái lò xo ngay chân của mình á. Thì như các bạn thấy đó, một trái xấu về ngoại hình và cả bộ chiêu thức luôn. Mình nghĩ nó xứng đáng ở hàng F nha. Hay, cũng khá là xứng đáng cho nó. Đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Boom. Như các bạn biết thì đây chính là một trong những trái quỷ khá yếu, tuy nhiên thì được rất là nhiều người yêu thích, nhất là các bạn quay TikTok á, mấy cái pha mà gọi là bật tộc human xong rồi cân 3 cân 4 bằng chiêu V chứ bơm. Mặc dù ngoại hình không có gì đặc biệt, tuy nhiên bù lại thì với cái bộ chiêu thức nổ đùng như thế này thì trái bơm cũng khá là tốt trong giai đoạn đầu mà các bạn chơi game ha. Và đặc biệt nhất, trái bơm chính là một trong những trái có lượng đam khủng nhất Lock Food hiện tại. Em nghĩ có thể gây ra bao nhiêu đam với một chiêu này? Chắc tầm 5k đam thôi à. Trời, chắc không, theo anh nè, đi, theo anh nè. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Mày. Bên đây, nhanh. Ừ, cái nữa, no. Thì như các bạn thấy đó, Vitas hồi nãy nó bị đạp nắm tới nỗi mà 10k đam luôn nha. Rồi, và một chiêu mà các bạn hay thấy trên TikTok nữa đó chính là chiêu V của trái bơm. Đó, bật chiêu V lên và bật tập của mình. Bùm. Quay, what the fuck? Chết luôn hả? Ôi, má thiệt hả? Ủa thiệt hả trời? Ủa tưởng giả, đây giờ tưởng giả. Thôi thì trái bơm này theo anh đánh giá là chắc hạng C đó. Cũng khá là phù hợp để quay video TikTok. Thực chiến thì không mạnh lắm nhưng mà cũng được. Cũng được. Và trái quỷ tiếp theo đố em đó chính là trái gì? Trái Smoke. Ủa sao biết hay vậy? Thì trái Smoke này đó chính là trái hệ Elemental đầu tiên của chúng ta trong video ngày hôm nay. Thì mình đã PvP với Vitas khá là nhiều bằng trái Smoke này nên là mình biết cái bộ chiêu thức của nó rất là cù bắp luôn. Vậy thấy không? Xài chiêu không thể nào mà trúng được đối thủ. Bởi vì cái tầm đánh của nó khá là ngắn, chỉ có chiêu ít là đánh xa thôi nè, còn mấy chiêu khác thì rất là ngắn luôn nha. Nhưng mà có chiêu ép rất là mạnh. Đúng. Tuy nhiên bù lại thì cái trái Smoke này nó có cái chiêu ép gọi là vô hạn đam luôn, các bạn có thể dùng để đi farm cũng khá là ngon ha. Nó chỉ cần bay vòng vòng thế này thôi là mấy con quái nó sẽ tự động chết. Nhưng mà các bạn biết đó, thì hai tụi mình đánh giá thì cũng không phải dựa vào kỹ năng PvP của nó nhiều lắm đúng không? Đúng rồi, trái này phế vãi. Hai tụi mình còn dựa vào cái tính ứng dụng của nó để đi farm hay là gì đó nữa. Nhưng mà đợt trước nó khiến mình thua Vitas khá là nhiều nên là mình sẽ cho nó hạng F nha. Đến với trái quỷ tiếp theo là một trái khá là mạnh nha các bạn. Em biết đây là trái gì không? Trái Mochi. Spy mà. Chính là trái Mochi phiên bản siêu lỏ nha, để anh giới thiệu cho em coi. Nè em coi nè, chiêu của nó nè. Ủa, chết mẹ lộn chiêu. Ừ nè, okay, có chiếu nè, chiếu ít Mochi nè.
Đó, thấy không? Y chang Uchi luôn chứ gì nữa. Nè, coi chiêu C mới giữ nè. Sonic. Đó, có coi Sonic không? Thì với cái bộ kỹ năng giống y chang với Mochi như thế này, nhưng mà nó ở một phiên bản lỏ hơn rất là nhiều. Nên là mình nghĩ mình sẽ cho nó ở hạng C nha các bạn, bởi vì mình đã thử BBB bằng trái này rồi cũng ok chứ không đến nỗi tệ. Và đến với trái quỷ có hiệu ứng đẹp nhất trong những trái hệ Elemental. Trái lửa. Chính xác. Mình không biết lý do tại sao nhưng mà admin làm trái này nhìn đẹp vãi chửi thiệt. Như các bạn đã biết đó thì trái lửa này đó chính là một trái hệ Logia, nó sẽ giúp các bạn né hầu hết những đòn đánh từ những con quái. Mấy con quái này sẽ không gây đam lên được cho bạn. Ây da. Nhưng mà xài chiêu thì được nha. Và thậm chí là cái bộ kỹ năng của nó cũng khá ok trong việc PvP nữa đúng không? Đúng, mạnh vậy. Cái trái này là trái mạnh nhất trong tập giá tiền này luôn rồi đó. Chứ gì nữa, đỡ nè cu. Ôi quá. Và một cái bonus nhỏ nhỏ cho các bạn đó chính là nó còn có một cái lỗ bùng khá là bá đạo nữa. Đó. Yeah, nói chung thì mình cảm thấy trái lửa này cũng khá là ngon đúng không? Mạnh. Nên là mình sẽ cho nó vào hạng B nha các bạn, rất là ngon. Trái hạng B đầu tiên. Trái hạng B đầu tiên trong clip này luôn nha. Ai, tiếp theo một trái quỷ khá quen thuộc với tụi mình, em biết trái gì không? Không phải trái phải Yon thằng hội đó ha. Chính xác rồi đó, đó chính là trái Franken nha các bạn. Một trái mình cảm thấy thật sự rất là trầm cảm với nó luôn. Thì đây chính là một trong những trái bị lỗi ở hệ Yon nha. Tự nhiên một đống trái VIP cái lòi ra con này. Thì ngoài khả năng giúp các bạn mọc cánh cho ngầu hơn, trái Franken này không còn giúp bất cứ điều gì nữa với bộ kỹ năng quá phế như thế này. Ui, lần đầu tiên xài trên này chúng nhìn cũng ngầu chứ. Thì theo mình nghĩ nếu như mà các bạn có ăn trái này á thì nó sẽ giúp các bạn gọi là bay từ đảo này qua đảo khác ha. Anh nghĩ trái này chắc tầm hạng F thôi, nó không quá ngon. Như bạn theo mình thấy là không quá ngon nha. Nếu mà để đánh giá thì mình nghĩ là trái gốc két vẫn có thể hơn trái Franken luôn á. Thì nãy giờ đã review trái lửa rồi, đương nhiên là không thể thiếu được trái băng của đô đốc Aokiji. Em nghĩ trái này mạnh không? Trái này mạnh nha, trái này kiểu tuôn tuôn hay á. Thì với cái bộ kỹ năng khống chế liên tục của trái băng này và sóc đam cực ảo luôn. Mày. Ôi. Ủa chơi hả? Anh còn bị cái gì nữa nè? Như các bạn thấy đó, mình vừa mới one shot combo với đắc mà không cần dùng tới những cái món đồ như là melee hay là kiếm luôn, chỉ là duy nhất một trái băng thôi. Và cái tính ứng dụng của nó cũng khá là cao nữa, bởi vì nó là trái Logia mà các bạn đâu thể nào mà bị quýnh bởi mấy con quái đâu. Thì nói chung đây chính là một trái hệ Logia mà mình khá thích trong Lockfoot ha. Nên là mình sẽ cho nó hạng A bởi vì nó PvP khá là ngon. Em thấy nó hạng A cũng ok á. Trái xanh theo mình nghĩ thì mình sẽ cho nó hạng A nha các bạn. Tại sao vậy? Tại vì đây là một trái khá là ngon. Nếu như mà bạn nào hay đi PvP thì bạn sẽ biết là cái bộ kỹ năng của nó combo rất là đỉnh. Ý mình là V2 nha chứ không phải V1. Nhưng mà V1 cũng khá là ngon chứ giỡn à. Nó ỉ cả mấy đam và thậm chí là có chiêu cát bay nữa. Ủa rồi mạnh chỗ nào? Ý anh nói là V2, còn đang xài V1 thì nó khác. Nếu mà bạn nào hay đi PvP á thì các bạn sẽ thấy là trái San V2 cực kỳ mạnh luôn nha. Nhưng mà trái San này á thì nó có một cái điểm yếu khá là mạnh, đó chính là khi mà các bạn nhảy xuống nước thì cái lượng máu các bạn mất sẽ nhanh gấp đôi người bình thường. Nhưng mà bù lại thì với bộ kỹ năng khá ngầu như thế này thì bùm, mình nghĩ trái San vẫn rất là tốt trong cái tầm giá này nha. Anh sẽ cho trái San ở hạng A đó, em nghĩ sao? Không, nghĩ hạng B là vừa rồi. Thôi mình sẽ cho ở hạng B nha các bạn, tại vì mình cũng không có trái V2, mình cũng không chứng minh cho nó thấy được. Và đến với trái Dark, một trong những trái mà gọi là Vidac thích nhất luôn. Nè các bạn xem nè, nó y chang Vidac luôn. Nè các bạn xem nè, những cái xúc tu này nó đang mần mê vô. What the hell. Rồi thì nếu như mà các bạn có chơi Lockfoot lúc mà mấy trái quỷ xịn sò bá đạo khác chưa được thêm vào thì trái đắt chính là một trong những trái combo đỉnh nhất. Dạ. Với bộ kỹ năng mà gọi là khống chế cực kỳ sướng luôn. Đó, không thể di chuyển được. Mày. Đã tôi ra đi á. Nãy giờ đam cao kìa. 8 cái mấy đam luôn á. Thật sự mới nói thì trái đắt này khá là ngon ha. Nhưng mà không ngon bằng V đắt. Nên là mình sẽ cho nó ở hạng B. Ôi hạng B hay vậy. Đến với trái tiếp theo đó chính là trái Diamond. Cái kim cương á hả? Thì đây chính là một trái quỷ mà mình nghĩ là V đắt sẽ thích nhất, bởi vì nó sẽ giúp V đắt trở nên trắng hơn. Có quyền công dân hơn. Nhưng mà kỹ năng của nó thì em nghĩ sao? Kỹ năng đó chắc em thấy được cái chiêu mà chiêu V á, làm chón mắt đối thủ là hay nhất rồi đấy. Anh nghĩ là chiêu của cái trái Diamond này khá là phế nha. Thì ngoài cái việc nó biến các bạn trở thành một người da trắng ra thì nó không có tác dụng gì hết. Mình nghĩ là trái này chỉ phù hợp với Vidac thôi nha các bạn. Em sẽ cho nó ở hạng mấy? Cho nó ở hạng C đi. Ủa anh tưởng em phải cho ở hạng S luôn chứ. Kiểu làm em trắng lên ha. Đến với một trái quỷ được nhiều người yêu thích nhất đó chính là trái Light. Thì ngoài việc nó cho các bạn thêm cây gậy ánh sáng nhìn khá là ngầu như thế này, bộ chiêu thức của nó còn rất là mạnh nữa. Mày hả bưởi? Nếu như mà bạn muốn một trái có khả năng khống chế thì đương nhiên trái Light cũng có. Và một cái chiêu tầm rộng thì trái Light cũng có. Đam cao nữa, cái chiêu V má, đam đúng cao luôn. Đam cao thì trái Light cũng có. Còn về tốc độ thì đương nhiên trái Light cũng có. Như bạn thấy đó, một trái quá hoàn hảo thế này, không thiếu một thứ gì hết. Thì theo mình nghĩ trái Light chính là một trái xứng đáng ở hạng A nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Nên là không nói nhiều, mình sẽ cho nó vào hạng A luôn. Đến với trái quỷ nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là trái Rubber. Ý mình là trái quỷ của nhân vật chính đó nha. Thì đây là một trong những trái quỷ có khả năng biến hình đỉnh nhất trong Lockfoot. Các bạn xem nè. Boom.
Vậy là biến hình rồi đó, không gì đặc biệt hết. Mặc dù cái bộ kỹ năng của nó khá là cũ và cũng không được mạnh cho lắm, tuy nhiên thì đây chính là một trong những trái mình nghĩ các bạn nên sử dụng nhất. Nếu như các bạn muốn biết lý do tại sao thì đây chính là lý do, các bạn chỉ cần sử dụng chiêu ép lên chỗ này và bùm. Thì với chiêu ép ở dạng V2 này, trái Gripper sẽ giúp các bạn bay siêu nhanh luôn, coi nè. Đâu? Mày! Ờ xa dữ vậy trời. Ôi lộn, lộn chỗ. Lại nè, coi nè nha. Mày! Mày bay rất là sướng luôn nha các bạn. Thì với khả năng bay siêu nhanh này, bạn có thể chạy khỏi những bounty hình tàu cách rất là dễ dàng. Đứng lại. Bye bye. Nhưng mà nó đi cũng phải nói lại, ngoài cái chiêu ép của trái Rubber ra, mình cảm thấy nó không còn chiêu nào mà khiến mình ấn tượng nữa, đúng không? Đúng, cái phế phế sao. Ờ, sẽ cho nó ở hạng B nha, em có nghĩ vậy không? Rồi, đến với trái quỷ tiếp theo, đó chính là trái tường trắng. Đúng. Một trái khá là mạnh trong lớp phút các bạn, bởi vì nó có thể đỡ hầu hết tất cả mọi chiêu thức luôn. Mày gà. À gà. Không quýnh chúng em được vậy. Gà. No gà. Cây khoa. À, em đứng xem bức tường ơi. Thôi. Hello. Ui chắc nó mạnh dữ vậy trời. Như các bạn thấy đó, cái tường trắng này mặc dù có thể chặn mọi chiêu thức nhưng mà không phải chiêu nào cũng chặn được nha. Đây chiêu về là chiêu bự nhất luôn. Không thể hụt được. Đồ, ui, anh kẹt luôn rồi. What the hell? Rồi. Chịu tạo cầu hang, bắt hang lên hỏi ông trời nữa. Ờ, hài, anh chàng này hài vậy. Rồi, nãy giờ sau khi em xài trái tường trắng, em nghĩ em sẽ đánh giá nó là hạng bao nhiêu? Em sẽ đánh giá nó là hạng hạng C. Thiệt luôn. Thiệt, nếu xèo à. Khen dữ vô rồi xong cho hạng C. Trái God sẽ là trái tiếp theo trong video ngày hôm nay. Một trong những trái mới được cập nhật gần đây ha. Thì với khả năng của trái God nó sẽ hồi sinh các bạn ở 50% máu. Nghĩa là có hai cơ hội đó ha. Đúng rồi, nó sẽ cho các bạn hai cơ hội để lật kèo. Ây da, tao vậy. No. Ha ha, nhưng mà anh còn hồi sinh được mà. Noob, easy. Thì như hồi nãy mình đã nói đó, trái God này mới được làm lại nên là bộ kỹ năng của nó cũng phải gọi là cực kỳ mạnh luôn. Đó, với chiêu Z có thể khả năng khống chế. Hầu như tất cả chiêu của trái God này đều cực kỳ bá đạo. Cao mãi nữa. Ừ, đam cao mà phạm vi còn to nữa chứ. Còn chiêu V phân hẳn ra rồi gấp đôi đam, gấp 3 đam. Chuẩn, đó chính là chiêu V gấp 3 kỹ năng. Mày. Mày. Ui, what the hell. Ui, biết đánh thường ôi, nữa. Ui, hay vậy. Đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi mấy cu. Ai solo hứa không? Coi đệ nào mạnh hơn nè, coi đệ nào mạnh hơn nè. Ôi anh win rồi, anh win rồi. Ôi đợi em bị la. Anh win rồi, đợi anh mạnh phải. Cái này đánh lại thì chắc Kitsune luôn á. Chuẩn, mình sẽ đánh giá trái này hạng A luôn nha các bạn, bởi vì đệ của mình mạnh hơn đệ với đắc. Và trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Magma, hay còn gọi là trái thợ làm bánh. Tên tập Donut mày không mày. Ôi em cũng là trái Magma bởi. Mày giỡn hả mày? Em xin lỗi, John. Thì đây là một trái mà mình cảm thấy cũng khá là ngầu nha các bạn. Coi cái hiệu ứng nó kìa. Trời 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 trời, ngầu vãi. Và đến với cái bộ kỹ năng thì bắn tùm lum. Đó chính là những thứ mình có thể nói về cái trái Magma này. Thì nếu như mà các bạn cần một trái có thể spam và sát thương cao thì trái Magma chính là một trong những sự lựa chọn khá tốt với các bạn ha. Chỉ với một chiêu này các bạn có thể gây ra gần 20k đam. Wow. Quên đang chỉ tay phía trước. Cái này đứng sát tường á làm mấy cái pha mà rip rip á. Treat me like YT. Don't hit me dirty. Tóm lại trái Magma này khá phù hợp cho việc đi farm cũng như là PvP luôn các bạn. Nếu như mà bạn đi săn Seabed thì trái này gọi là quá tuyệt vời luôn rồi. Nó có đủ hết tất cả mọi thứ cho các bạn để sử dụng đi farm Seabed. Nên là mình sẽ đánh giá trái này hạng A. Hãy chứng kiến trái quỷ Legendary đầu tiên chúng ta, trái Quack. Thì với trái Quack này hiệu ứng chiêu của nó phải gọi là cực kỳ đặc biệt luôn. Xem nào. Mày. Bùm. Đó, thì như các bạn thấy hiệu ứng chiêu của trái quét này cực kỳ đặc biệt luôn nha. Một trong những trái mình thấy ngầu nhất hiện tại. Mày. Nhưng mà bù lại thì cái chiêu nó chỉ có 4 chiêu thôi. Tuy nhiên, xem nào. What the hell, what the hell. Mày. Với khả năng chịu hồi sóng thần cực kỳ đặc biệt này thì trái quét mình nghĩ cũng khá là mạnh đó. Em nghĩ là trái quét này nó sẽ nằm ở hạng mấy? Em nghĩ nó nằm ở hạng A là được rồi. Không, anh nghĩ là sẽ nằm ở hạng B á. Anh không nghĩ nó mạnh cho lắm. Ok, trái quỷ tiếp theo đó chính là một trong những trái khá bá đạo trong lớp phút hiện nay. Đó chính là trái Human, hay còn gọi là trái Bích Ha. Ôi, cái gì vậy? Thì cái lý do mà tại sao nó trở nên bá đạo thì cũng khá đơn giản thôi. Đó chính là các bạn có thể biến hình một người khổng lồ như thế này và cầm cái kiếm khổng lồ như thế này. Thì khi mà các bạn ở hình dạng khổng lồ này, nó sẽ giúp các bạn giảm đam và cũng như là giảm tốc độ luôn. Yeah, nhưng mà các bạn thấy đó, vì đắc quýnh mình hầu như là không mất máu luôn nè. Và tầm đánh của mình thì cũng được tăng lên khá là cao nữa. Và ngoài ra nó còn có một cái loại bung mà khiến vũ khí các bạn trở nên bự khổng lồ như thế này. Nhìn ngầu không Phúc? Nhìn sướng lắm, ờ lắm, nhìn ngầu lắm.
Quay là sao ta? Và đương nhiên với khả năng của nó như thế, mình sẽ cho nó ở hạng ếch luôn nha các bạn. Một trái hạng ếch đầu tiên của video hôm nay. Đến với trái lớp, thì bộ chiêu thức của trái lớp này, ngoài việc mà các bạn dùng để spam ra thì mình cũng không nghĩ nó sẽ có tác dụng nào đó khác ha. Nhưng mà có một điều đặc biệt ở trái lớp này mà có vẻ khá ít bạn biết, đó chính là khả năng bắn siêu xa của chiêu ít của nó. Ai, như bạn thấy không? Vì đắc sẽ đứng ở đó đúng không? Bây giờ mình chỉ cần sử dụng chiêu ít và bùm, các bạn thấy không? Đang bay vào chỗ Vidac kìa, đang bay vào chỗ em đó Phúc. Đâu, có chừng nha. Đâu. Nó tới đó. Đó. Nó tới đó, nói rồi mà. Vô hạn luôn hay sao? Ừ, tầm bắn nó phải gọi là vô hạn luôn nha, cực kỳ xa. Thì với khả năng này mình nghĩ là mình sẽ cho nó ở hạng S luôn nha các bạn. Nghĩ nó hạng A là đẹp rồi, nó BB cũng hơi cùi á. Ờ thôi cho hạng A đi mình. Tại mình cũng ít xài trên lớp mình không biết, nhưng mà mình nghĩ là hạng A cũng ok. Trái Spider, trái của Spider-Man trong Love Food nha các bạn. Thật hả? Ừ, chứ đâu phải của Doflamingo đâu. Trái này là của Spider-Man. Thì nói thật với các bạn, mình cũng rất ít xài trái Spider này để PvP. Tuy nhiên thì mình khá thích nó bởi vì nó chính là trái của Spider-Man nha. Nó khả năng đu dây. Và tầm chiêu thì các bạn cũng biết rồi đó, rất là xa luôn. Từ đây bắn, bùm, vẫn có thể trúng và đam cực kỳ cao. Tuy nhiên thì mình không có chiêu V để cho các bạn xem sự bá đạo của nó ha. Bởi vì chiêu V mình nghĩ là một trong những chiêu bá đạo nhất của trái Spider này rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa đủ mastery. Đúng là không còn gì để chơi trái Spider này rồi. Nên là mình cũng sẽ cho nó ở hạng A luôn nha. Em nghĩ sao? Khá ok ha. Và đến với trái mà Vidac yêu thích nhất, đó chính là trái âm thanh. Ha ha. Thấy không? Chưa chơi lấy ra tích nộ kìa má, thằng này thiệt chứ. Ghiền BBB. Thì ngoài cái bộ kỹ năng siêu đẹp ra thì mình đánh giá nó chính là một trong những trái có khả năng spam đỉnh nhất Love Food. Đó các bạn thấy không? Chỉ cần spam chiêu thôi đối thủ chết rồi nè. Kỹ năng gì bấm cái trúng hết tất cả mọi người xung quanh luôn rồi, còn gì gọi là kỹ năng nữa. Nè các bạn có chiêu V nè, gì quăng quăng tùm lum cầu rồi nó spam vậy đó. Hẹn chi BBB thắng mình hoài phải rồi. Thôi trái này mình nghĩ sẽ cho ở hạng S nha các bạn. Tại vì mình thấy rất là khó chịu khi mà BBB trái này luôn. Trái Phonix, một trong những trái châu bò nhất game. À, không phải vì khả năng chịu đòn của nó nha, mà là khả năng hồi phục siêu bá đạo của nó bằng cái chiêu ít này. Mặc dù đây là một cái trái khá là cũ rồi, nhưng mà cái khả năng hồi phục của nó chính là một trong những thứ tạo nên thương hiệu của trái Phonix. Nhưng mà các bạn biết đó, nó vẫn có điểm yếu, đó chính là cái mana các bạn sẽ bị mất từ từ. Rất nhiều luôn chứ. Thì nói chung trái Phonix này ngoài cái khả năng hồi phục ra, mình không có thấy cái điểm nào mạnh của nó hết. Thôi thì em nghĩ anh sẽ đánh giá nó ở hạng mấy? Em nghĩ nó ở hạng A. Nhưng mà khả năng hồi phục của nó cũng khá là ngon mà ta. Khá là khó nha, mình sẽ cho nó ở top đầu hạng A đi. Đến với trái tiếp theo, một trong những trái có khả năng biến ảo nhất trong game, trái Portal. Thì đây chính là một trong những trái có khả năng dịch chuyển nhanh nhất trong game hiện tại, Chocolate Land. Và một điều đặc biệt nhất ở trái Portal này, em biết đó là gì không? Khả năng Domain Expansion. Đó, mở rộng lãnh địa nha các bạn. Thì các bạn có thể đưa đối thủ vô trong đây để 1v1 nha. Đó, một trận chiến công bằng. Và đương nhiên đây chính là một trong những trái mà được các bạn săn lùng nhiều nhất để đi PvP. Nên mình nghĩ trái này sẽ xứng đáng ở hạng S nha các bạn. Và đến với trái Rumble, một trong những trái quỷ nhìn bề ngoài ngầu nhất trong game. Ủa, em có trái Rumble chính diễn luôn hả? Ừ. Rồi em review chiêu cho anh coi thứ ai. À, chiêu Z rồi nha. Ok. Của em luôn, kiểu đối phương di chuyển là nó vẫn di chuyển heo. Ồ, nghe nói đây chính là trái cơ động nhất trong game phải không? Em thử làm dịch chuyển 5 lần thứ ai. Ok. Dạ. Em đâu rồi? Em đây nè, em đây nè. Gì nhanh vậy? Em đâu rồi? What? Phi lôi ngực mà. Ôi, kiểu má nói một giây thôi mà em dịch chuyển xa mấy lần anh luôn á. Ui, cái gì? Ồ, này chỉ là mới là V1 thôi nha. Chiêu V2 là nó bự bằng cái bản đồ luôn. Ồ, ghê vậy. Ôi, vậy em nghĩ là trái này phải xứng đáng ở hạng S luôn nha. Ok, chúng ta sẽ đến với trái Pen nha các bạn. À, thật sự mình cũng không muốn ăn trái này đâu, các bạn biết tại sao không? Nó quá phế. Đây, chiêu đầu tiên, Heavy Pen. Đó, không trúng luôn. Không trúng luôn. Mình không còn gì để nói với cái trái này nữa các bạn ơi. Thậm chí thì đam nó còn không nhiều bằng trái bom luôn á, mình nói thiệt. Ok, thì mình đã có thử xài trái ban này rất là nhiều lần trong những video PvP của mình với Vidac, nên là mình sẽ đánh giá nó hạng F luôn nha. Kinh nghiệm quá nhiều. Ừ, em nghĩ nó cũng hạng F rồi vừa. Tại vì giá tiền bỏ ra vậy mà chỉ nói chứ. Ừ, trái Blizzard. Rồi, nhưng mà mình không có trái này vĩnh viễn, với lại không có mastery gì hết trơn, nên là mình sẽ cho Vidac review nha. Hạ chữ F rồi nha. Ồ, bay được luôn. Rồi còn rồi. Cái gì khác không? Chiêu bay quá đơn giản rồi, quá bình thường rồi. Phóng shuriken. Ui. À, giữ càng lâu là càng nhiều shuriken nha. Đó. Ồ. Chiêu ít nè. Ây da. Ui ui. Và chiêu cuối cùng là Blizzard Domain. Đu. Thấy đúng không? Chuẩn. Đúng, bự vãi luôn á. À, nhưng mà anh vẫn có thể chạy thoải mái trong cái vòng này nha. Em nghĩ cái này sẽ đánh giá ở hạng mấy? Nghĩ nó ở hạng A. Ờ, à, ok, hạng A đi. Anh cũng thấy cái chiêu nó cũng không mạnh cho lắm. Trái Gravity, một trái nó khiến khủng long tuyệt chủng trong Love Food. À, ủa, hello. Do nhưng mà mình đã nói khá là nhiều về trái Gravity này trong những video khác đúng không? Đó chính là trái này cực kỳ phế luôn nha. Mình không biết là lý do tại sao admin chưa rework cái này lại nữa, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là phế. Do nên mình sẽ đánh giá nó ở hạng B nha các bạn.
Tại vì bộ kỹ năng nó mình thấy không có gì mới, lại cũng khá là phế. Đến với trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Mammut. Thì đây chính là một trong những trái hệ Zone mình cảm thấy khá là mạnh. Tuy nhiên thì mình xài trái này không bao giờ thắng với đất hết. Không biết tại sao nếu mà mình xài chiêu này nó bị phá Ken dễ các bạn. Nếu như mà các bạn biết Ken chích đó thì các bạn có thể né gọi là hoàn toàn tất cả các chiêu này luôn. Chứ được cái là khi mà bạn biến hình dạng voi á thì các bạn sẽ nặng lên bằng mẹ của Vidac thôi. Và ngoài ra thì nó sẽ cho các bạn cái sức nặng gần mấy ngàn tấn, chỉ cần nhảy xuống đùng một cái là 6000 đam. Rồi thì trái voi này ngoài cái cân nặng nó ra thì mình cũng không biết đánh giá gì nữa. Hẹn ép nha, cũng khá là ngon. Nếu như mà nó có thể phá được Ken thì mình nghĩ nó sẽ top đầu luôn á, nhưng mà nó không phá được Ken nên là rất là tiếc. Thì em biết trái gì ghét trái Gravity nhất không? Ủa? Gì ghét? Sao em biết mà em xài trước luôn vậy? Rồi mà em đang làm gì vậy? Nhìn hơi kỳ kỳ nha, T-Rex Vidac. Thì với sức mạnh cổ đại của mình, trái T-Rex này sở hữu một cái khả năng rất là bá đạo. Đó chính là khả năng quýnh thường. Nó trái nào mà có thể quýnh thường ở dạng người là mình thấy bá đạo rồi đó. Nhưng mà đặc biệt hơn đó chính là khi mà các bạn biến hình dạng khủng long và các bạn chỉ cần gây sát thương lên và chạy thiệt là xa đi thì đam nó sẽ nảy liên tục luôn. Oh my god. Ê Phúc Phúc, em đứng gần bờ ơi, em đứng gần bờ ơi. Anh cho em xem khả năng bá đạo trái T-Rex nào. Đứng gần bờ thôi, đứng gần bờ thôi. Rồi rồi, coi nè, coi nè, xài chiêu ép lên. Ghê không? Ghê không? Đập phát. Nè nè nè, chạy ra siêu xa luôn nha, đến chạy siêu xa luôn, đợi anh tí. Rồi, đủ xa chưa? Rồi. Rồi coi nè, xài chiêu ép. Mày! Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ấy. Thì trái T-Rex này mình cực kỳ thích luôn nha, nên mình sẽ cho nó hạng S. Bởi vì các bạn biết tại sao không? Nó có rất là nhiều lỗi bùng. Em biết anh đang xài trái gì không Phô? Anh đang xài trái Mochi của Katakuri đúng không? Thì trái tiếp theo đó chính là trái Mochi nha các bạn. Đây thì trái Mochi từ lúc ra V2 tới giờ nó chính là một trong những trái phải gọi là thuộc dạng hạng S luôn nha. Bởi vì sức mạnh quá bá đạo của nó. Combo. Mày. Đó. Mày. Sao không khứa lại xài V1 đây? Mày cút. Ủa V1 không phải bạn người hả? Thì trái Mochi như các bạn thấy đó, một cái trái gọi là spam kill rất là khó chịu và nó còn gọi là dễ trúng nữa các bạn xem nè. Mình chỉ cần bấm đại chiêu thôi là nó trúng luôn đó. Xài chiêu V. Rồi sau đó thì các bạn xài chiêu C vô, nó combo đơn giản thôi mà lại hiệu quả nữa. Bùm. Nói chung trái Mochi chính là một trong những trái dễ sử dụng nhất mà lại còn hiệu quả nữa, nên là hạng S chắc chắn rồi. Và tiếp theo đó chính là hai trái quỷ Venom và Shadow nha các bạn. Đây, Tuzu có trái Venom và Vidac có trái Shadow. Rồi bây giờ hai mày PvP nhau đi, thằng nào chiến thắng sẽ là trái đó lên hạng cao hơn. Ok ok. Cố lên Vidac không, ơi. Dùng trái quỷ không à, chó Tuzu dùng kem kìa. Ê, dùng trái quỷ. Cố lên Vidac ơi. Anh Trung Tài ơi, hình thắng gian mà. Rồi các bạn ơi, vậy là Tuzu là người chiến thắng nha các bạn. Rồi, vậy là trái Shadow sẽ trở thành trái hạng S nhưng mà yếu hơn trái Venom nha. Hay, đúng là Vidac quá gà. Ok, và trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Kingtron nha các bạn. Một trong những trái có tốc độ di chuyển nhanh nhất ở trong cái dòng. Mày, bắt tao hộ. Mày, đỉnh chưa? Bữa nay di chuyển nhanh vậy ta, em nhớ bữa C2 bấm cái dòng một giây mấy sao nó mất. Chỉ cần các bạn đứng trong cái dòng này thậm chí Tuzu cũng không thể nào bắt kịp các bạn. Thì mặc dù cái trái Kingtron này nó khá mất tiền nhưng mà khả năng PvP của nó không cao cho lắm nha. Mình thấy vậy, mình sẽ cho nó ở hạng B thôi. Và một trái ngoài lề nữa đó chính là trái Dragon. Hiện tại thì nó đang bị khóa nên là chúng ta không thể sử dụng được ha. Nhưng mà hồi trước thì nó cũng khá là ngon nên mình sẽ cho nó ở hạng S luôn, không có gì bàn cãi hết. Rồi, và trái Spirit, một trong những trái quỷ combo bá đạo nhất hiện tại. Đây các bạn xem mình giết con Tuzu nè. Mày! Mày! À, chưa bật PvP. Má là mà em đứng nhìn nghe nó giết luôn. Tuzu đúng không? Mày! 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 Nhắn nó xuống nước. Nó chỉ là một con gà thôi. Chỉ là một cái tên thôi các bạn ơi. Mày Sky. Chạy đi. Thằng này phải chết. Thằng này phải chết. Thì nói chung trái này combo khá là phê nha các bạn. Nhưng mà Tuzu nó chạy quá nên là nó mới thắng mình thôi. Ok, một trái hạng S nữa. Nếu như các bạn gặp một đối thủ chạy nhanh như thế này, các bạn biết các bạn nên sử dụng trái gì không? Đó chính là trái... Mày! Mày! Giết nó! Mày khiến anh Gondo phải vào cuộc rồi đó. What the fuck? Ok, thì trái Leopard này cũng khá là ngon. Tuy nhiên nếu như mà bạn gặp đối thủ combo quá nhanh vậy thì các bạn cũng không thể nào chạy được. Nhưng mà một trái mạnh nhất trong game hiện tại các bạn biết là trái gì không? Đó chính là trái Kitsune. Khi mà bạn đối thủ một thằng chạy vừa nhanh mà combo vừa hay vậy thì các bạn chỉ cần sử dụng trái Kitsune cho mình. Một combo là chết. Mày đã hộ luôn. Ôi nó chạy vậy. Gà đi gà. Thì như các bạn thấy đó, một cái trái quá là mạnh như thế này có thể đánh bại luôn cả anh Tuzu. Và đương nhiên nó sẽ nằm ở hạng đầu tiên của hạng S luôn chứ không phải là nằm ở hạng thứ hai nữa. Thì đó chính là bản xếp hạng giác quỷ của mình ở trong video ngày hôm nay. Bài học hôm nay các bạn biết là gì không? Các bạn nên ghi bọt kênh của Tuzu đi nha.